Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lang Thang Đường Phố. Thì trở lại câu chuyện của Thượng tọa Thích Minh Đạo đã có những lời khen ngợi cũng như là ủng hộ cho sư thầy Thích Minh Tệ và đã bị Giáo hội Phật giáo kiểm điểm đó cô chú anh chị. Thì mới đây người ta còn tìm thấy những đoạn clip mà thầy Thích Minh Đạo này cũng đã từng nói là sẽ bỏ chùa để đi cùng, để đi giống như thầy Thích Minh Tệ. Đó, để gọi là một trở thành một khất sĩ và sẽ đi giống như thầy Thích Minh Tệ như của chúng chị, tự do tự tại đó. Thì mọi người đã thấy rồi, những cái vấn đề của phía bên trong thì chúng ta không thể nào biết hết được đó, chúng ta chỉ thấy một cái điều tốt đẹp thôi. Để làm rõ hơn cái vấn đề này thì sau đây em mời tất cả của chúng chị cùng xem đoạn video này, và cũng chính đoạn video này mà đã khiến thầy Thích Minh Đạo đã bị gọi là kiểm điểm trước gọi là ban trị sự tại Bà Rịa Vũng Tàu mấy ngày hôm nay. Đã nghe cô chú anh chị thì sau đây mời tất cả cô chú anh chị cùng xem và cùng nghe nha. Hay cho thầy sao thì sống vậy, thì thầy có suy nghĩ cái đó, và thậm chí thầy suy nghĩ cuối đời thầy sẽ bỏ chùa và thầy trở thành một người khất sĩ thật sự, giống như sư Minh Tuệ đó, cứ mặc cái y bát nạp đi muôn nơi, sống với chúng sanh vạn loại, không có đặt nặng vấn đề tiền bạc như thế nào, nhà cửa ra sao. Như đó là sư, nhà sư á, nhà sư có bá tánh, cho nên sư chỉ cần nở nụ cười sư thu thôi, sư ở đâu người ta cũng cho sư chén cơm hết. Nhưng mà thầy thường nghĩ là ngày xưa Đức Phật của mình á, ngài ở trong cung vàng mà ngài đi tu rồi thì ngài cứ ngồi dưới đất chứ, ngồi dưới gốc cây chứ, chứ có ngài có ngồi trong lâu đài biệt thự gì đâu. Cho nên thầy tin vào cái điều mà mình ở sao á, mà miễn mình vui vẻ, mình an lạc là mình sẽ có phúc. Cho nên trong lòng thầy thì thầy không có suy nghĩ thầy sẽ làm chùa như thế nào. Không biết thầy có nghĩ sai không, nhưng mà thầy không có suy nghĩ đó. Thầy suy nghĩ rằng là ai cho thầy sao thì sống vậy, thì thầy có suy nghĩ cái đó. Và thậm chí thầy suy nghĩ cuối đời thầy sẽ bỏ chùa và thầy trở thành một người khất sĩ thật sự, giống như sư Minh Tuệ đó, cứ mặc cái y bát nạp đi muôn nơi, sống với chúng sanh vạn loại, không có đặt nặng vấn đề tiền bạc như thế nào, nhà cửa ra sao. Như đó là sư, nhà sư á, nhà sư có bá tánh, cho nên sư chỉ cần nở nụ cười sư thu thôi, sư ở đâu người ta cũng cho sư chén cơm hết. Ví dụ như sư Minh Tuệ đó, bây giờ được chúng sanh ca tụng yêu thương cung kính, nhưng lẫn trong những con người cung kính đó biết đâu chừng cũng là ma dương. Bởi vì càng cung kính sư, càng theo sư hàng trăm người thì sẽ càng làm bế tắc giao thông, mất trật tự an ninh, vì sư Minh Tuệ không có giấy tờ tùy thân. Và sư Minh Tuệ tu hành đầu đà, sư Minh Tuệ không tiếp chúng, sư Minh Tuệ chỉ muốn một mình, một bóng ở trong gốc cây, hang đá, nghĩa địa. Sư Minh Tuệ không cần sự cúng dường nhiều, sư Minh Tuệ cần yên tĩnh, thì từ đó là một tấm gương lành trong một những pháp tu của Đức Phật là đầu đà vô hành. Nếu chúng ta mỗi người ai cũng xách một bịch nước, bịch cơm đến, mong sư nhận sự cúng dường của mình để mình có chút phước, thậm chí có người mua bát đổi cái nồi cơm điện cho sư, rồi có người xin cái nồi cơm điện đó trên tay của người cúng dường để mình có chút phước đức đó. Đây là một trong những hành động đã cản trở rất nhiều sự an tịnh vốn có của sư Minh Tuệ. Nhân đây, sư cũng xin đại diện cho Phật giáo có lòng thương mến một nhà sư lặng lẽ một mình để đi hành đầu đà, làm cho Phật giáo Việt Nam sống lại trong lòng của Phật tử năm châu bốn bể, nhắc nhở mọi người nếu chúng ta thật sự cung kính sư, hãy để cho sư yên tĩnh trong đường tu. Và làm gì trong lúc này? Mọi người hãy đứng hai bên đường chắp tay trang nghiêm, để bước chân của sư đi ngang qua một lần mình nhìn sư thôi, mình thầm cầu nguyện cho sư vững chãi trong phong ba sóng gió của bước đường hành đạo của chính mình, như đó là đủ. Và chúng ta cũng đạt được cái công đức chúng ta tôn kính một bậc vĩ nhân trong cuộc đời này. Nếu chúng ta nói rằng là ngài chính là hiện diện của Tổ Ca Diếp, thì chúng ta hãy thường tôn Đức Phật, tăng đoàn, và chúng ta hãy đứng xa nhìn ngài với một tấm lòng cung kính. Còn hiện diện chúng ta là gì? Đức Phật đã nói trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta đừng bao giờ biến mình thành một kẻ nô tỳ, một kẻ ăn xin mãi trên dòng Phật Pháp. Chúng ta cũng chính là con người có Phật tánh.
chúng ta cũng sẽ thành Phật nếu như chúng ta có lòng, chúng ta có chí. Cho nên nhân vào cái sự mà gọi là tinh tấn tu hành của các bậc trưởng lão, các bậc thầy cao khiết, chúng ta hãy soi sáng chính mình để nhìn vào trong những chiếc lá vô thường mà chúng ta tự tu. Cô chú anh chị vừa nghe được những lời chia sẻ từ Thượng tọa Thích Minh Đạo đã chia sẻ, và chính cái bài chia sẻ này đã khiến gọi là ông bị kiểm điểm, và ông cũng là tự từ chức cho các chức sắc trong giáo hội luôn của chú anh chị, thông qua một cái bài chỉ nói về thầy Thích Minh Tuệ bấy nhiêu đó thôi. Cũng nói chung là cũng khuyên cho mọi người là đừng có đi theo thầy, đừng có làm gọi là trần mắt trật tự xã hội thôi. Nhưng mà tôi cũng không biết là vì sao bên gọi là giáo hội lại lên án gay gắt cái hành động này, và những người mang danh nhà sư mà gọi người này người kia là thằng ba trợn thì chẳng bị sao. Cô chú anh chị thấy là nó có vấn đề không? Chứ tôi thấy là thật sự là rất là nhiều người bức xúc về vấn đề này. Những cái người mà gọi là xưng gọi là thằng ba trợn này kia đó thì lại gọi là không bị một cái thứ gì cả. Đó thì trong tuần trước, trong buổi thuyết giảng cho Phật tử Thượng tọa Thích Minh Đạo tu viện Minh Đạo, có đôi lời tán dương hành giả Minh Tuệ. Chính sự việc này đã khiến ông chịu kỷ luật bởi giáo hội ngày 25 tháng 5 2024. Ông phải quỳ sám hối trong phiên họp xử lý kỷ luật theo giáo giáo luật diễn ra tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi có một thắc mắc cũng như cũng một thượng tọa khác ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nhiều lần giảng pháp sai lệch, xúc phạm nhân phẩm người khác bằng cách gọi là thằng ba trợn, liệu đã bị kỷ luật theo giới luật chưa? Đã quỳ sám hối chưa? Tu viện Minh Đạo còn là một cơ sở từ thiện chăm lo nuôi sống cho hàng trăm trẻ em mồ côi cơ nhỡ trong hàng chục năm qua. Quý bạn nếu muốn phát tâm từ thiện có thể đến hỗ trợ theo địa chỉ, đó là Tu viện Minh Đạo, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Đó thì sau này, sau khi mà mình nghĩ là sau khi mà thầy đã bị kỷ luật cũng như là rời tất cả các chức sắc trong cái giáo hội, thì mình nghĩ là cái tu viện của thầy là rất là nhiều Phật tử sẽ đến. Và bởi vì người ta hiểu được cái con người của thầy, dám lên tiếng ủng hộ cho thầy Thích Minh Tuệ. Đó, chỉ có những cái người mà tu là tu thật thôi, người ta mới không có gọi là ghen ăn tức ở với những cái người mà tu gọi là giống như thầy Minh Tuệ của chú chị. Còn như cái ông kia đó gọi người ta là thằng ba trợn đó, đó ông kia là một cái trụ trì đó mà lại gọi người khác xúc phạm nhân phẩm người khác bằng cách gọi là thằng ba trợn, liệu đã bị xử lý kỷ luật chưa, bị quỳ sám hối chưa? Đó, ai trả lời câu hỏi này đây cô chú chị, ai trả lời cho chúng ta câu hỏi này, có quỳ sám hối chưa, có bị kỷ luật chưa? Đó, trong khi đó mình là một nhà tu, mình là một nhà sư đó, mình là một thầy của ngôi chùa, mình là một chủ trì của ngôi chùa, mà lên xúc phạm người khác gọi là thằng ba trợn, giống như giang hồ chợ búa vậy đó. Tôi thấy giống như giang hồ chợ búa chứ không phải là giống miếng tu miếng nẻo chứ. Nhưng mà sao, tại sao những người đó lại không bị kỷ luật, trong khi đó ông Minh Đạo này ông nói cái gì mà không bị kỷ luật? Cô chú anh chị nghe được cái clip rồi đó, ông chỉ có nói sai một chỗ thôi, ông thay mặt giáo hội đó đó, ông chỉ có nói sai nhiêu đó thôi, chứ tôi thấy là nội dung bên trong cái bài đó tôi thấy chưa có sai cái chỗ nào hết chứ. Ổng toàn là khuyên tốt không mà cô chú anh chị đó, ổng toàn là khuyên cái điều tốt không mà tôi thấy ổng khuyên những cái điều đó, không lẽ những cái điều mà tốt mà ổng khuyên ra là sai luôn hay sao, đúng không mọi người? Đó, còn cái thằng kia đó nó ngồi chỗ nó gọi là nó gọi thằng ba trợn này ba trợn kia đó, thì sao ông xử lý nó? Sao không thấy bị xử lý đó, mọi người nghe có bức xúc không? Nghe bức xúc mọi người. Và cái tu viện Minh Đạo này á, là ở thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Cô chú anh chị có thể là ai muốn đến đó gọi là giúp đỡ mấy em mồ côi á, thì cũng có thể đến nha mọi người. Thì ở đây thì thầy gọi là nuôi sống cho rất là nhiều trẻ em mồ côi nè, đó chăm lo đời sống cho các em rất là nhiều. Nhưng mà sau cái vụ việc này thì thầy đã rời tất cả các chức sắc trong giáo hội rồi. Đó, không còn liên quan gọi là những cái chức vụ gì trong đó nữa cả. Đó, thầy cũng muốn trở lại là một người tu bình thường. Và trong đoạn đầu video thì cô chú chị cũng đã nghe rồi đúng không? Thầy cũng muốn là sau này thầy sẽ bỏ gọi là bỏ chùa để đi theo cái con đường mà tu hành giống như thầy Thích Minh Tuệ. Mà biết hai người có gặp nhau hay không thì cái này cái duyên thôi của chú chị. Mỗi người là đều có cũng có thể chọn một cách tu riêng của mình. Biết đâu ngày mai ngày mốt bữa kia thì này chúng ta thấy chúng ta lại thấy ông thầy Thích Minh Đạo này đi chung với thầy Thích Minh Tuệ thì sao?
đó không? Nếu mà thật sự như đó là một cái địa chấn luôn, một cái gọi là địa chấn luôn đó cô chú anh chị. Bởi vì thầy bây giờ là thầy mà thượng tọa Thích Minh Đạo này bây giờ cũng đã không còn gì cái chức sắc gì trong cái giáo hội nữa, đúng không? Nhưng mà cái chùa thầy tu, cái chùa ở nơi cơ sở của thầy là nằm trong cái giáo hội Phật giáo đó. Nhưng mà mọi người có nghe rồi, nghe khúc đầu rồi, thầy nói là sau này thầy sẽ bỏ chùa để gọi là tự du tự tại giống như thầy Thích Minh Đạo. Thì tôi nghĩ là sau này, cái từ mà thầy nói sau này là chắc tôi nghĩ là sắp tới rồi đó cô chú chị, sắp tới rồi đó. Sau khi mà thầy đã gọi là chỉ phát ngôn gọi là nó hơi gọi là sai lệch một chút xíu ngay cái chỗ mà đại thay mặt thôi, thay mặt cho giáo hội đó, là khai ngay sai ngay chỗ đó đó cô chú chị đó, chứ chẳng có trong cái bài với giảng của thầy chẳng có sai chỗ nào chứ. Còn trong những cái người kia mà lên hù Phật tử kiếp này kiếp kia, bị nạn này nạn kia đó, thì chẳng thấy một ai xử lý cả. Hình như là chắc những người đó gọi là không có nghe sao của như vậy, không có xem được cái sao á. Thì chúng ta phải chia sẻ lên để cho những người đó người ta xem được, để có cách để xử lý những người đó hay không. Lên chửi thằng này ba trợn, thằng kia ba trợn là sao? Lấy quyền hạn gì chửi người ta? Ông là một nhà tu mà sao ông đi chửi người ta vậy? Ông là một nhà tu mà phải hoan hỷ chứ, phải dùng cái lời lẽ nào nói cho nó đẹp đạo đó, ăn nói như giang hồ. Tôi thấy ăn nói như giang hồ hồ hào đó, láo xược. Đi tu rồi mà chưa bỏ cái tánh đó thì thôi tu cái gì hả? Tu cái gì? Mấy chục năm rồi chứ đâu phải mới tu ngày hôm qua đâu. Phải như tu ngày hôm qua thì nói đang vừa tu vừa sửa thì nghe còn có chấp nhận được. Tu lâu mà tu lên tới trụ trì luôn mà sao còn giữ lại cái thái độ đó ta? Cái thái độ đó là như thế nào? Cô chú anh chị có thể bình luận lại không? Đó, nha. Đó. Cũng một cái người ở Vũng Tàu đó, đó. Phải nói là thật sự là nhiều người đã gọi là bày tỏ cái sự mà phải nói là bức xúc về cái vấn đề của thầy Thích Minh Đạo của chú anh chị. Nè, như một bạn bình luận nè: đó giờ con không bao giờ nói vào chuyện đạo giáo cả, nhưng thấy hình ảnh này thật sự con đã rơi nước mắt, thương thầy Thích Minh Đạo. Con tính đâu thầy quỳ sám hối trước Phật, chứ sao lại quỳ sám hối trước ba vị kia. Dịp rằng nhất con sẽ đến tu viện Minh Đạo để đảnh lễ thầy và thăm các cháu nhỏ tại đây. Đó, thì tôi thấy là qua cái câu chuyện này là hình như là người ta gọi là ủng hộ thầy Thích Minh Đạo là nhiều hơn. Đó, chứ không phải là tôi thấy là không có ai gọi là lên tiếng gọi là chửi bới thầy hay là xỉa xối thầy gì cả. Đó, tôi thấy là toàn là người binh không à. Tại sao người ta lại binh thầy? Trong khi đó thầy đã gọi là có những cái phát ngôn sai trước giáo hội, tại sao người ta binh thầy? Đó, thì đó, cô chú anh chị, thì đó, đó, mọi người có thể bình luận đi chứ em không nói nhiều. Mọi người có thể bình luận lại chứ em không nói nhiều được. Đó, thì tại sao người ta binh thầy? Đó, những người kia thấy thầy sai nhưng mà người xem thấy thầy đúng, thì người ta binh thôi. Cái đơn giản là công chuyện đó thôi cô chú anh chị. Nè, tiếp nè. Một hôm trước, trong lần giảng pháp trước đại chúng, thầy Thích Minh Đạo nè, đó, đã gọi là có những cái phát ngôn. Đó, về là có khuyên đại chúng nè về việc đảnh lễ thầy Thích Minh Tệ, khuyên đại chúng không nên đi theo để cản trở giao thông, cản trở việc gọi là tịnh tu của thầy Thích Minh Tệ. Thầy chỉ có nói thế mà tại sao bắt thầy lại phải sám hối? Rõ ràng thời mật pháp đã đến rồi chăng? Không phải vậy thì sao ma tăng lộng hành quá? Đó, mà giáo hội chưa thấy kiểm điểm những người đó, chấn chỉnh lại sự thanh khiết cho đạo Phật, cũng như củng cố đức tin vào đạo Phật cho đại chúng thị phi đen trắng không biết đâu để phân biệt. Lời nhắn riêng cho thầy Minh Đạo: quân tử nhất xuất ngôn bất khả đổi, đã thế rút khỏi giáo hội về chùa đóng cửa tu, chẳng việc gì phải quỳ lại sám hối. Nhưng mà thầy cũng đã quỳ lại sám hối rồi của chú anh chị. Mình thấy là sao mà trong nhiều người trong gọi là những cái chùa tu lại lên tiếng phản đối về thầy Thích Minh Tệ rất là cực gắt nha. Chắc có cũng là nào là ảnh hưởng đến một cái thầy bưng cái nồi cơm đi rồi những người đó không có nồi nấu cơm hay sao á đó. Nhưng mà lại một cái hướng khác, đó là bên gọi là những cái đạo khác đó cô chú anh chị, người ta có cả những người cha nhà thờ đó, mình cũng không biết gọi là sao cho đúng, nhưng mà cha nhà thờ đó đã gọi là rất là lên tiếng ủng hộ thầy Thích Minh Tệ luôn. Mình có một bạn đó đi vô cha nhà thờ cũng gọi là ủng hộ thầy Thích Minh Tệ khá là nhiều đó. Những cái người bên cả những người là không phải đạo Phật nhưng mà người ta nhìn sang thầy Thích Minh Tệ người ta rất là ngưỡng mộ, rất là ủng hộ luôn cô chú anh chị. Mà trong khi đó mình là chung đạo với nhau đó, nhưng mình biết đạo nào cũng hướng con người ta trở thành người tốt, chứ không có đạo nào xuống người ta làm con người xấu cả.
Nhưng mà mình là người gọi là chung đạo Phật với nhau, mình phải hiểu hiểu cái người đạo Phật như thế nào, mình lại có những cái lời nói nó gọi là đau lòng nhau của chúng chị đó. Trong khi đó người ta là một cái giáo đạo khác, đạo Thiên Chúa mà người ta cũng ủng hộ mà đó, thì sao tại sao mình lại gọi là đạo Phật mình lại lên án? Trong khi đó thầy cũng đâu có làm ảnh hưởng xấu gì đến đạo Phật đâu đó. Nếu mà ông là thật sự làm ảnh hưởng á, thì không ai ủng hộ ông đâu. Tôi nói thiệt, nếu mà thầy Thích Minh Tuệ á, ông có những cái sai phạm về bên đạo Phật á, ai mà ủng hộ ông, cô chú anh chị, mà ông cũng đâu có đi được nữa đâu. Nếu mà thật sự ông sai, tới bây giờ ông đâu có đi được đó. Ông sai thì bây giờ ông cộng, bị cộng rồi đó, chứng tỏ là ông không sai, thì tại sao chúng ta ủng hộ ông mà lại chúng ta sai là sao, đúng không? Đó, giống như Thượng Tọa Thích Minh Đạo đó, tại sao ông Minh Tuệ ông đâu có sai. Nếu mà thầy Thích Thích Minh Tuệ sai á, thì chúng ta ủng hộ những người đó thì chúng ta sai. Nhưng mà ở đây thì ông chưa có sai, thì tại sao chúng ta phải lại sai đó? Cái câu hỏi này không trả lời được luôn quý vị. Chắc câu hỏi này phải cho những cái người cao siêu như anh Quang anh trả lời mới được. Cho những thầy Thích Cúng Dường, Thích Chuyển Khoản á, họ mới gọi là lấp liếm được nha. Đó, lấp liếm được cô chú anh chị. Đó, thì mình nghĩ là sau cái vụ việc này thì tu viện của thầy Minh Đạo thì hy vọng là Phật tử sẽ đến nhiều hơn để gọi là cùng thầy chung tay giúp đỡ cho các em mồ côi trong đó nha cả nhà. Mong mọi người chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh ủng hộ em sẽ tiếp tục ra những video hay hơn, chất lượng hơn nha cả nhà. Còn bây giờ thì cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem ủng hộ cho kênh Lang Thang Đường Phố. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong video mới tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.